giai đoạn đó khi mà nhận được cái lời từ chối đó thì Khuê nghĩ là chắc là cũng không mời được Mai đâu. Minh Tú hả? Ông trời không phú cho Khuê một cái giọng hát hay. Nếu mà giọng hát hay là cũng tới công chuyện đó. Nhưng mà bây giờ không hay rồi, thôi mình có giấu nó vậy. Khuê cũng đã thiết kế riêng cho mỗi vị Super Mentor một bộ trang phục rất là háo hức chờ đợi. Khuê vừa thấy là vui là có nè, bởi vì mình được làm cái mà mình thích á thì mình cảm thấy rất là vui. Nhưng mà bây giờ gần sát đến ngày diễn show là mình bắt đầu cảm thấy áp lực rồi. Áp lực là không biết là đủ có kịp hay không, rồi mọi thứ nó có tốt đẹp hay không, và quan trọng rằng mọi người có đón nhận nó hay không. Mình có chia sẻ rằng thực ra cái việc mà mình xuất hiện với một vai trò là nhà thiết kế, nó chỉ là một cái cách để mà mình kỷ niệm chặng đường 10 năm làm nghề của mình. Thì Khuê nghĩ mãi thì mới thấy được rằng cái mà mình yêu thích nhất và mình cảm thấy hạnh phúc nhất trong suốt cái khoảng thời gian 10 năm mình làm nghề đó chính là cái tình yêu thời trang. Vậy bây giờ một người mẫu để kỷ niệm show diễn thì mình làm gì giờ ta? Không lẽ là work 10 bộ đồ hay là work 20 bộ đồ trong một show? Nó cũng không hợp lý lắm. Cho nên cái cách mà Khuê nghĩ rằng có thể tiếp cận với thời trang một cách gần gũi nhất chắc là để thiết kế những cái bộ trang phục mà mình cảm thấy thích, cảm thấy nó đẹp, và tổ chức một cái show diễn. Bởi vì Khuê rất là yêu thích cái phong cách thời trang của Mai, yêu thích cái thần thái, cái chặng đường hoạt động thời trang của Mai. Cái áp lực chính nhất đó chính là làm sao mà có thể mời Mai Davika. Bên phía Khuê đã gửi lời mời đến Mai Davika từ năm ngoái, nhưng mà do lịch trình cũng như là do việc mà cô ấy có những cái ràng buộc về việc làm đại sứ cho các thương hiệu, cho nên Mai đã không thể nào tham gia được vào năm ngoái. Giai đoạn đó khi mà nhận được cái lời từ chối đó thì Khuê nghĩ là chắc là cũng không mời được Mai đâu. Vì mọi người cũng có thể thấy được rằng Mai Davika không chỉ là một ngôi sao ở Thái Lan, mà cái tên tuổi của Mai nó cũng đã vươn đến tầm là châu Á. Với một cái người có độ nhận diện cao như thế thì đương nhiên cái khối lượng công việc và lịch trình của cô ấy rất là dày đặc. Nhưng mà cái năm nay khi mà mình vẫn quyết định là vẫn tổ chức cái show diễn này thì vẫn mong muốn rằng nàng thơ của mình sẽ là Mai Davika. Cho nên mình thử một lần nữa coi như là có may mắn hay không. Thì đợt này phía đại diện của Hatchik đã bay sang Thái Lan để gặp trực tiếp Mai. Thì có lẽ là việc mà mình gặp trực tiếp, mình nói chuyện với nhau thì dễ chạm tới nhau hơn. Cho nên sau cái buổi gặp gỡ đó thì Mai Davika đã đồng ý và nhận lời tham gia trở thành nàng thơ của bộ sưu tập này. Bây giờ áp lực làm sao mà để Mai Davika tỏa sáng hơn nữa thì nó cũng làm cho cái áp lực này trở nên lớn hơn. Đương nhiên rằng Mai có cái thần thái rất là thời trang, cho nên khi mà diện bất cứ một bộ trang phục nào thì cũng có thể toát lên được cái thần thái, cái sự sang chảnh, cái sự cao cấp. Nhưng mà mình không thể nào ỷ lại vào người đẹp được. Mình cũng phải làm sao mà cái bộ trang phục của mình nó cũng độc đáo, cũng ấn tượng và tôn lên được cái đẹp của người mặc. Và Khuê mong là sắp tới bộ trang phục mà mình thiết kế cho Mai Davika sẽ cùng cô ấy tỏa sáng trên sân khấu của show diễn. Minh Tú hả? Chia sẻ vui một chút là những cái bộ trang phục mà xuất hiện trong show á, khi mà mình sketch nó thì đó đều là những cái thứ mà Khuê cảm thấy là mình muốn mặc. Khi mà Khuê show những cái bản sketch ra cho ekip của mình á thì mọi người nói trời ơi, nhìn vô là thấy Lăng Khuê nè. Nó cũng nói lên một phần cái con người của mình, nói lên một chút tính cách của mình. Và đương nhiên mình cũng sẽ mong muốn cái người mà khoác lên mình những cái bộ trang phục đó cũng đồng điệu với mình. Cho nên cái việc mà Khuê cảm thấy cũng hơi khó khăn nhất đó chính là việc làm sao mà có thể chọn được những cái gương mặt để mà trình diễn những cái bộ trang phục này, một cái người mà mình cảm thấy có sự đồng điệu về gu thời trang, thẩm mỹ, kể cả tính cách. Rất may mắn là hầu như những cái tên mà Khuê muốn xuất hiện và trình diễn trong bộ sưu tập này của mình hầu như mọi người đã nhận lời, cho nên chắc tôi không dám nói đâu. Thôi một chút hint ha, có chữ viết tắt là tên K T H D N. Đương nhiên là mong là ba Super Mentor còn lại sẽ diện những bộ trang phục mà Khuê thiết kế. Bởi vì thật ra Khuê cũng đã
thiết kế riêng cho mỗi vị Super Mentor một bộ trang phục mà Khuê nghĩ rằng phù hợp với vóc dáng, phù hợp với phong cách và phù hợp với cả tính cách của từng Super Mentor. Và Khuê rất là háo hức chờ đợi đến ngày được nhìn thấy các Super Mentor diễn với bộ trang phục này trên thảm đỏ hoặc là trong show diễn trên sàn runway. Cái đó chắc là lĩnh vực mà Khuê không bao giờ dám thử sức luôn á. Bởi vì rất là không may là ông trời không phú cho Khuê một cái giọng hát hay. Nếu mà giọng hát hay là cũng tới công chuyện đó. Nhưng mà bây giờ hát không hay rồi, thôi mình có giấu nó vậy. Trời, vậy luôn hả? Nói về cơ duyên thì mọi thứ bắt đầu từ chiếc váy cưới trong đám cưới của Khuê vào 5 năm trước. Thì một trong những chiếc váy cưới của mình là đến từ thương hiệu Hatchet. Thì Khuê cũng có chia sẻ với Linh rằng mình cũng có dự định tổ chức một cái show diễn để kỷ niệm chặng đường 10 năm của mình. Thì lúc đó mình mới biết được rằng thương hiệu Hatchet cũng có mặt trong ngành cưới hoạt động được 10 năm. Thì lại thêm một cái duyên nữa. Thì là cả hai nói tại sao mình không cùng nhau làm một cái gì đó chung với nhau. Thật ra thì ông xã mình không nói gì, nhưng mà mình cũng cảm thấy là cũng có cái áy náy, có lỗi đó. Cái khoảng thời gian này mình liên tục là đi sớm về khuya. Mỗi lần như vậy thì mình sẽ nhắn tin nói là ở nhà như thế nào rồi, Connor ra sao. Thì ông xã của mình nói không sao, mọi thứ ổn, Connor đang ngủ hay là đang chơi. Mình vẫn cảm thấy là mình cũng có lỗi, bởi vì đương nhiên mình biết là cái giai đoạn này con mình còn nhỏ, 3 tuổi hơn. Gần 4 tuổi thì cái giai đoạn mà cần phải gần gũi với lại bố mẹ nhiều nhất. Nhưng mà ông xã mình cũng có nói rằng thôi thì cái này nó cũng không phải là ngày nào cũng như vậy, chỉ là một giai đoạn thôi. Khuê cũng chỉ mong là đến cái lúc mà mọi thứ xong xuôi hết, thành công tốt đẹp là mình có thể yên tâm cùng đi thư giãn với gia đình. Trong công việc, trong gia đình, thật ra thì cũng giống nhau thôi. Bình thường thì vui vẻ thì Khuê cũng ngọt ngào lắm, nhưng đến khi mà bắt đầu bực mình lên thì cũng hay đổi giọng. Nhưng mà từ ngày có con á, thì mình ý thức một điều rằng mình chính là cái tấm gương và con của mình chính là cái bản sao, nó copy hầu như tất cả những cái hành động, những cái lời nói và cử chỉ của mình. Cho nên từ ngày có con, không chỉ Khuê mà cả ông xã của mình, mỗi khi mình làm cái gì mình phải chậm lại một chút để mình chỉnh sửa và suy nghĩ coi có nên làm điều này hay không. Tự nhiên hỏi bất ngờ ha, cũng chưa nghĩ tới luôn thiệt. Chưa nghĩ tới điều đó. Biết đâu được ha. Đây cũng là một gợi ý hay, có thể các bạn thí sinh cảm thấy phù hợp hay là bản thân Khuê có một sự hứng thú để làm, thì Khuê cũng không ngại ngần gì mà có thể hỗ trợ các bạn. Tương lai Khuê muốn tập trung trong lĩnh vực kinh doanh và làm mẹ. Bởi vì mấy tháng vừa qua khi mà mình dành nhiều thời gian cho chương trình truyền hình thực tế The New Mentor, rồi Miss Universe Việt Nam, rồi cả việc làm show, thì mình nhận thấy rằng cái thời gian mình dành cho công việc, mình khó có thể nào dành được nhiều thời gian tương tự cho gia đình, cho con của mình. Mọi thứ nó phải có một cái sự ưu tiên theo thời điểm. Ở thời điểm này thì cột mốc 10 năm thì mình sẽ dành nhiều cho cái việc tri ân cái công việc của mình. Nhưng mà sau đó thì mọi thứ tạm gác lại, thì Khuê nghĩ rằng mình sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình và công việc riêng hơn.